một buổi sáng mình đang trên đường đi về Sacramento. Từ đây mình ở xe đi rồi đi đôi chóp tới 8 tiếng rồi cả nhà. Ok, thì trên đường mình đi mình sẽ quay sơ sơ cho cả nhà coi từ dưới North South Cali lên tới North đó, từ lên Bắc lên Nam ha, Nam lên Bắc đó, như thế nào, xa đường xa như thế nào nhé. Ok, mời các bạn theo dõi mình. À, các bạn thấy không, đường phố ở Cali rất là rộng rãi, đẹp đẽ ha. Thì mình lái từ giờ cũng tiếng rồi đó, gần tới Santa Ana rồi, rồi ghé mua đồ ăn rồi xong tiếp tục theo chương trình mình đã sẽ đến nữa. Mình tới đây mới lái 1 tiếng 15 phút, thì khu này là khu người Việt đang ở, là người ta kêu thường đây là Little Sài Gòn, là khu Santa Ana. Thì cái thành phố này nhìn thấy cũng bề ngoài thấy cũng đẹp ha cả nhà. Đó thì mình sẽ tới, giờ mình lái tới chỗ chuyện người Việt Nam mua đồ ăn khu Little Sài Gòn. Ok, tới đây nè, còn 7 tiếng nữa, cái này là 7 tiếng theo quải nha. Thì đó, còn đường dài còn xa nữa, rất là rẻ, có 2 đồng 39 xe nè, hai đồng chín xe cá long à, đó, đó, mình đổ xăng hơi xịn một xíu, đó, rất là rẻ, đó, đổ xăng xe rồi xong mới, đây, à, đây, đổ xăng đây. Thì các bạn xuống khu vực này nhìn bên trái và nhìn bên phải, đứng sau thấy tóc đen không ở Việt Nam không ạ? Thấy không? Khu này tính ra thì người ta đi cũng rất là nhiều dưới này thế. Giờ mình chạy xuống dưới này, ok? Mời cả nhà xuống dưới này mình coi như những trái cây Việt Nam như thế nào. Mình sẵn đó mình mua một mớ đem về nhà. À, nhà cho bà ngoại, cho má mình luôn và tặng bạn mình nữa. Ok, thì đây đây từ Santa Ana chạy bên kia nữa còn 7 tiếng nữa các bạn. Ngồi mà hưởng thụ 7 tiếng nữa. Đây mình đi một mình thấy không? Đó, xe đồ đạc đầy đủ hết, đem đều theo hết. Thì tính sau 5 tuần đây thì vòng vòng đây thấy không, người ta đi rất nhiều lắm. Đó, bây giờ mình qua hàng trái cây với anh. Đây, trái cây hả? Đó, quá trời nhãn. Ồ, nhãn hồi qua ăn thùng như vậy chị? Dạ, đây đó chị. Cái này là có cành là 65 hả? Còn không có cành là 60. Nó khác biệt chị, tươi hả? Không tươi hả? Ồ, ăn thì giống nhau. Ồ, tầm 65, 60. Đó, trái cây. Đây. Chắc còn lấy một thùng thôi. Lấy nào lấy nha. Dạ. Lấy cái xác chục đi. Lấy từ tươi hả? Thôi nào cũng tươi hết trơn. Ờ. Thanh long nè. Ok ha. Cái đó 60 mấy phao trong này vậy chị? Dạ 8 phao anh. 8 phao hả? Rồi, cái thùng này là 8 phao nè. Thùng 18 phao. Ok. À, sầu riêng. Cái này là cái này tươi nè. Sầu riêng tươi nè. Ê, mít nè. Không phải đúng không? Sầu riêng mít nè thôi. Đó, mít nè. Ok. Có đầy đủ. Ổi. Ổi trái bự chưa? Ổi. Ổi đèn trái gì 4 đồng hả? 4 đồng 50 cent phao vậy? 4 đồng rưỡi 1 phao. Còn này là miếng cục. Miếng cục này bán sao chị? 9 đồng 1 phao. 9 đồng phao hả? Miếng cục 9 đồng phao. Ngon, rất là ngon hả? 9 đồng phao. Một thùng 15 phao. Một thùng 15 phao là. Ồ, đây nè, một thùng đây nè.
Đây là thùng 15 phao. 15 phao là bao nhiêu chị? Thùng là bao nhiêu? 130 đồng. Thùng nước 130 bạc. À, thùng 130 bạc. Mình lấy cái bịch nhỏ cho bà má mình thôi hả? Bịch này nó ghi chị? Ngon phải không? Bảo đảm ngon phải không? Bên heo chắc bảo đảm được mà khách nào trở lại. Thôi tại đó em cũng mua nhiều quá mà. Tại đi về xác bên tù á cho bà má đó. Cái này 41 đồng anh trai. 41 đồng hả? Dạ. 41 đồng lấy bịch đó đi. Dạ, đi xem gì nữa không? Để coi coi có gì nữa. Lấy thùng chôm chôm luôn không? À, chôm chôm thùng nhiêu chị? Thùng 32 đồng 8 phao. Nhiêu? 32 đồng 8 phao. Thùng cái gì đó hả? Dạ đúng rồi. Thùng này 8 phao 32 đồng. Chôm chôm vậy? Em nghĩ mua ý cục rồi được ha. Này nè. Mình vô chợ Lee Sandwich mua bánh mì. Nãy mình lên đường mình ăn các bạn. Okay. Thì mình đưa ăn vừa ấy ăn bánh mì rồi cả nhà. Không. Đó. Đói bụng rồi. Ăn rồi đó. Trời ngoài nắng. Không. Okay. Tiếp tục theo nữa. Ăn bánh mì liếm được cà phê. Vừa ăn vừa lái. Đây tới nhà, khu nhà của mẹ của mình rồi cả nhà. Tới nhà đây. Thấy không? Tới nhà, khu nhà của mẹ mình nè. Đó đây. Đó, ở đây tới nhà rồi. Thì đó, đây căn nhà đây nè các bạn. Thì những cái khu này là nhà như thế này. Các bạn thấy không? Nhà bự bự không à. Thì nhà ở đây từ trên bậc triệu trở lên. Thì ở Mỹ một căn nhà bậc triệu như thế nào thì đắt, tiếng ra thì nghe bậc triệu bây giờ rất là nhỏ bình thường, không có gì hết các bạn. Thì đây, thì nhà đó giống gì? Hai nhà 5 phòng. Hai lầu, ba cái ra xe. Đậu ba. Ở trong đậu ba chiếc, ở ngoài các bạn đậu được ba chiếc nữa. Thì cái này thì ở trước đây. Cái này nè, mới đây mới làm lại đây. Ok. Mình có thể ra làm sao quay như thế nào cho các bạn coi. Ôi giời. Thì mình quay cho các bạn coi chút xíu ở trước cửa nhà và sau lưng nhà luôn nha. Rồi sau đó mình ngủ một đêm ở đây, sáng mai mình đi câu cá. Thì mời các bạn theo dõi mình đi câu cá như thế nào ở Sacramento. Ok, cảm ơn các bạn nha. Tạm ngưng cái video này. Bye bye nha các bạn.